Trường Giang đóng phim chạy xô chưa bao giờ quan tâm đến tiền vì tiền về cũng do vợ giữ hết. Chia sẻ liên quan vấn đề kinh phí thực hiện bộ phim 30 chưa phải Tết, Trường Giang cho hay anh chưa bao giờ đóng phim hay nhận show vì tiền. Chính vì vậy nếu có người bỏ ra số tiền lớn mua lại phim cũng không bao giờ bán, vì đó là những công sức cố gắng cống hiến của mình để tạo ra một sản phẩm hay và sạch. Chiều 14 tháng 1, đoàn làm phim 30 chưa phải Tết đã có buổi gặp gỡ báo chí trước thềm công chiếu vào dịp Tết Nguyên đán 2020 sắp tới. Đây là bộ phim do Trường Giang và Mạc Văn Khoa đảm nhận vai chính, qua tay của đạo diễn Quang Huy. Ngoài vai trò diễn viên, Mười Khó còn góp vốn đầu tư vào sản xuất dự án điện ảnh này. Mới đây râm ran thông tin bộ phim có thể sẽ bị hoãn chiếu vì chưa qua được khâu kiểm duyệt do mang yếu tố Phật giáo. Hiện tại ekip đang gấp rút chỉnh sửa để trình lên hội đồng thẩm định lại với mong muốn kịp ra rạp đúng thời gian đã thông báo. Poster chính thức của bộ phim 30 chưa phải Tết với sự góp mặt của hai diễn viên chính là Trường Giang và Mạc Văn Khoa. Chia sẻ về vấn đề này tại sự kiện chiều qua, Trường Giang có những bày tỏ chân thành rằng có thể báo chí đưa tin rằng anh và Quang Huy có thể sẽ mất 1 triệu đô do vấn đề đang gặp phải. Tuy nhiên với nam danh hài khẳng định chưa bao giờ quan tâm đến tiền vì tiền về cũng do vợ giữ. Tôi nói luôn là chưa bao giờ những phim diễn show nào mà quan tâm đến vấn đề tiền bạc. Tiền bạc về anh Vũ, anh trai kim quản lý của Trường Giang, đến tháng thì đưa cho vợ tôi. Tiền không đánh giá được giá trị của bộ phim, Trường Giang chia sẻ. Mười Khó cho hay, nếu bây giờ có đơn vị nào đó bỏ ra 5 triệu đô để mua lại phim của mình cũng không bán. Vì đơn giản để làm ra được sản phẩm như vậy, nó vô cùng khó khăn, khủng khiếp, chứ không hề đơn giản. Đó là sự cố gắng đổ mồ hôi công sức để có được bộ phim chỉnh chu, sạch sẽ gửi đến công chúng. Ngoài ra Trường Giang còn muốn có sản phẩm hay để sau này con cái nhìn vào, có thể có ấn tượng tốt về các vai diễn của ba. Về bộ phim 30 chưa phải Tết kể về Hân Trường Giang, người con trai có mối quan hệ xa cách với cha mình. Anh về thăm nhà vào ngày 30 Tết với định chiếm mảnh đất của cha, theo lời hứa với bạn gái, nhưng anh bất ngờ rơi vào vòng lặp thời gian phải sống đi sống lại trong ngày 30 Tết. Nhà sư Thích Tu Mạc Văn Khoa là người bạn thời niên thiếu của nhân vật chính Hân. Thích Tu đóng vai trò đồng hành và khuyên nhủ bạn, nhân vật này được nhà phát hành quảng bá là thầy tu có 102, với triết lý thích tu thì mới đi tu, còn nếu chán đời mà đi tu thì cũng giống như bỏ lên Sài Gòn. Thêm vào đó, lý do Thích Tu quyết định quy y cửa Phật khi còn trẻ cũng là chi tiết đáng chú ý, mang tính triết lý. Hiện tại, phía nhà sản xuất chưa lên tiếng thông báo chính xác về bộ phim có bị hoãn chiếu hay không. Nếu không có gì thay đổi, 30 chưa phải Tết sẽ được công chiếu vào ngày mùng 1 Tết âm lịch sắp tới.